tiếc tiền cứ bỏ ra mua những cái đồ hàng fake như này, cái thẻ nhớ hàng 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 fake như này đó, đó rồi về không có dùng được. Thì hôm nay em Quang đã cung cấp những cái thẻ nhớ chính hãng này, thẻ SanDisk chính hãng từ em Quang nhập từ nhà máy Trung Quốc luôn nhé các bác nhé. Các bác nhớ là SanDisk hàng nội địa Trung Quốc các bác. Wow. Vâng, xin chào các bác. Thì hôm nay cái video này em Quang sẽ giúp cho một số bác đã từng mua những cái thiết bị đồ công nghệ bên em, lý do tại sao khi về lấy những cái dữ liệu mình cần thì lại hoàn toàn không có. Thì em đang qua nói cho các bác này, khi hướng dẫn các bác cài đặt, bọn em có những cái bộ video hướng dẫn cụ thể cho các bác. Các bác cần hỗ trợ thì bên em sẽ hỗ trợ qua Zalo từ xa cài đặt cho giúp cho các bác. Thì tất cả những cái thao tác đó các bác làm hoàn toàn rất là ok, rất là mượt. Nhưng mà khi các bác cần lấy những cái dữ liệu, ghi lại bằng chứng, tìm ra sự thật của các bác đã mất rất nhiều thời gian để các bác tìm ra những cái điều đấy thì lại hoàn toàn không có. Hôm nay em Quang sẽ nói rõ cho các bác để các bác biết là lý do tại sao. Thì trước đây bọn em hoàn toàn không cung cấp những cái thẻ nhớ, các bác hiểu không? Không cung cấp những cái thẻ nhớ chính hãng. Đấy, thì các cái thẻ nhớ đấy các bác tự tay các bác mua. Mà khi các bác mua thì các bác không biết là cái thẻ nhớ nào chính hãng, cái thẻ nhớ nào là cái thẻ nhớ hàng fake. Đó, cũng chính em đấy có một thời gian đó cũng đã từng vấp váp những cái thẻ nhớ như là fake, hàng fake. Nó rất rẻ tiền, nó rất rẻ tiền, rất thu hút mình bỏ tiền mình xuống tiền mình mua. Nhưng thay vì khi các bác lắp vào thì nó không có một cái dữ liệu gì cả. Mà đôi khi các bác lắp vào rồi nhá, một thời gian có khi là một lần hai lần các bác dùng được, nhưng các bác cứ lấy thường xuyên ra thường xuyên vào thì cũng không biết lý do tại sao đến cái lần thứ ba thứ tư lại không dùng nữa. Em cũng đã bỏ rất rất nhiều thẻ nhớ vì những cái hàng fake, hàng phát này. Bây giờ em Quang đã quyết định, em Quang đã lấy thẻ nhớ chính hãng, sản xuất từ nhà máy Trung Quốc luôn, hàng chính hãng từ Trung Quốc các bác nhé. Có tem mác bảo hành, có mã vạch check mã vạch đàng hoàng gì đó. Đây là cái dòng cái dàn thẻ nhớ SanDisk hàng chính hãng từ nhà máy Trung Quốc mà em Quang đặt về bên đây, nhằm cung cấp cho những bác đã từng mua hàng ở bên em hoặc các bác đã chưa từng mua hàng ở bên em cũng có thể mua được với cái giá vô cùng yêu thương. Bởi vì thật chất bọn em chỉ cung cấp những cái thiết bị công nghệ này thôi, rất là nhiều đồ công nghệ đó, đó rất là nhiều công nghệ. Các bác nói bên em đồ công nghệ bên em dùng rất là ngon, dễ dàng ngụy trang theo dõi rất là ok. Nhưng mà có một cái là cái nào nó cũng dùng thẻ nhớ, cái này cũng lắp thẻ nhớ này, các bác nhìn thấy không? Lắp thẻ nhớ, cái này cũng cần thẻ nhớ này. Gần này nhớ làm cái gì? Cảm nhớ để nó ghi lại bằng chứng, tìm ra sự thật, ghi lại những cái dữ liệu cho các bác, ghi lại video này, ghi lại hình ảnh này, cái này thì ghi lại video này, đó, nó quay camera này, cái camera bóng đèn thế nó cũng ghi lại video cho các bác này, nó ghi lại âm thanh cho các bác này, để bác lấy những cái thẻ nhớ này, đó, các bác lấy những cái file đó, các bác ghi lại tất cả những cái dữ liệu âm thanh để bác ghi lại bằng chứng, tìm ra sự thật, các bác nhá, đó. Thay vì các bác ngày trước thì em không cung cấp, để tự các bác có thể tự các bác bỏ tiền các bác mua ngoài. Nhưng hôm nay em Quang thấy các bác phản ánh rất là nhiều. Có đôi khi các bác gọi điện cho em bảo là tại sao mà thiết bị không lưu lại các cái file, không phải nó không lưu lại mà các bác cũng như giống em ngày xưa là tiếc tiền cứ bỏ ra mua những cái đồ hàng fake như này, cái thẻ nhớ hàng fake như này. Đó, rồi về không có dùng được. Thì hôm nay em Quang đã cung cấp những cái thẻ nhớ chính hãng này, thẻ SanDisk chính hãng từ em Quang nhập từ nhà máy Trung Quốc luôn nhá các bác nhá. Các bác nhớ là SanDisk hàng nội địa Trung Quốc các bác nhé, hàng nội địa Trung Quốc nó có chữ Trung Quốc các bác này. Đó các bác thấy không, nó khác hoàn toàn. Nó có những cái mã vạch logo chất cho các bác luôn này. Các bác nhìn thấy không? Cái mã nó ong ong ánh như thế này, chất này. Đó, tem này. Có những cái số này, có website đàng hoàng tử tế các bác nhìn này. Đây, đây này, đây là những cái dấu này, con sóc cho các bác này, nhìn thấy chưa? Đây là những cái thông số mà được chỉ nó cho lưu hành trong nội bộ của Trung Quốc rồi, tức là hàng nội địa Trung Quốc đấy. Đó. Cực kỳ là đây là một trong những hàng chuẩn nhất, thẻ SanDisk chính xác nhất cho các bác nhé. Đấy thì bên em đang cung cấp với các ba mẫu, một là trong là 128GB, hai là 64GB, ba là 32GB. Thì giá vô cùng yêu thương, bên em có để số điện thoại bên dưới, có để link ở bên dưới để các bác tham khảo các bác nhé. Các bác cứ liên hệ với em Quang là bên em cung cấp về tận nơi, nhận hàng các bác được kiểm tra và thanh toán tiền nhá. Với những cái thẻ nhớ này em cam kết với các bác là những dữ liệu và những cái bằng chứng các bác ghi lại hoàn toàn nó sẽ lưu lại cho các bác. Các bác cứ tưởng tượng mà nghĩ mà xem, khi các bác mua một cái dữ liệu, cái thiết bị công nghệ bên em về để các bác phục vụ công việc điều tra, các bác ghi lại những bằng chứng, tìm ra sự thật thì đã mất rất là nhiều tiền rồi. Rồi các bác đã mất công sức bỏ ra rất là nhiều tiền nữa. Đấy. Rồi cài đặt, rồi lắp đặt, rồi ngụy trang, rồi đặt mọi nơi. Đến cái lúc cần những cái dữ liệu đấy thì hoàn toàn lại không có. Thì rất là bực bội. Thì hôm nay đây là những cái dòng thẻ nhớ mà được chính hãng tem tay. Em Quang đã test rồi, đã trải nghiệm rồi. Thì em Quang đã cam kết với bác. Đây là một trong những dòng thẻ nhớ bền nhất.
bọn em Quang sẽ bảo hành cho các bác là yên tâm 12 tháng một đổi một nếu hư hỏng, cam kết với các bác luôn nha các bác nhé. Thì các bác quan tâm đến sản phẩm thì liên hệ với em Quang qua số điện thoại bên dưới hoặc đường link bên em đặt ngay trực tiếp, các bác kích vào đó các bác tham khảo giá giúp em nhé. Ok các bác nhá, cam kết giá là giá yêu thương các bác nhá, các bác yên tâm nhá, vì các bác đã, đặc biệt những các bác nào đã mua thiết bị bên em thì đã cần nhắn qua Zalo cho em thôi nhá, là em Quang thì để với các bác là giá tri ân khách hàng luôn cho các bác nhá. Cảm ơn các bác rất là nhiều nhá, chúc các bác gặp nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống nhá. Xin chào và hẹn lại các video lần sau nhá. Vâng, để có thể xem nhiều video nữa, quý anh em có thể đăng ký kênh giúp Quang, hoặc quý anh em có thể xem tiếp theo video bên trái hoặc bên phải. Thân ái chào và cảm ơn quý anh em rất là nhiều.